Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 31 tháng 3 trên kênh VTB Tiên và dự báo cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã dự báo từ nhiều ngày trước đó, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai đến ngày mùng 1 tháng 4, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to kèm theo dông gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ từ đêm mai nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày mùng 1 tháng 4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Đối với khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục khoảng từ 10 đến 12 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông hoạt động mạnh dần lên và có xu hướng di chuyển về phía đất liền nước ta. Sau đó kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ chiều nay đến ngày 2 tháng 4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to. Cảnh báo từ ngày mai đến ngày 2 tháng 4, trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 1, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội trời nhiều mây, về đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, có gió đông cấp 2, cấp 3. Về đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Về đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, về đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều và mây trời nắng, có gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, có gió nhẹ. Với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông, có gió nhẹ. Với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo từ đêm mai ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Từ đêm ngày 1 tháng 4, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.